Khi kết thúc một năm cũ và bước dần sang năm mới, chúng ta luôn lựa chọn nhìn lại. Hành trình đã qua, thời gian còn lại, kết quả đạt được và những người bạn đồng hành. Mỗi một ngày trôi qua với Diary Group đều chứa đựng rất nhiều những điều chưa được thấy và những câu chuyện chưa được kể. Chúng ta lưu giữ những khoảnh khắc đặc biệt. Nhìn để ngẫm, ngẫm để thương. 2021 là một năm đầy tự hào khi Diary Group đã vững vàng vượt qua những khó khăn, thách thức của dịch bệnh toàn cầu, bứt phá vươn lên bằng sự nỗ lực, bản lĩnh để tạo dựng vị thế cùng uy tín hàng đầu trên thị trường. Sự quyết tâm đã tạo nên hàng loạt thành tựu đáng tự hào. Đó là sự kiên trường đứng vững của hệ thống y tế Ba Sơn với 16 năm 2005-2021 phát triển, mang sản phẩm dinh dưỡng đến hàng loạt các bệnh viện lớn Bạch Mai, Việt Đức, 103, Nhi Đồng để cung cấp sản phẩm dinh dưỡng chất lượng phục hồi sức khỏe người bệnh. Nhãn hàng Nutrien 2015-2021 đã có mặt trên thị trường 7 năm, nhận được sự tin tưởng của khách hàng dù là khó tính nhất, mang đến sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, giúp mẹ cải thiện chứng biếng ăn của con, giúp bé nhanh bắt kịp đà tăng trưởng để phát triển toàn diện. Đặc biệt, năm 2021 là năm đánh dấu Starfood tròn 4 năm tuổi với thành tựu đột phá, sự phát triển mạnh mẽ của nhãn hàng Endolac, Luralac, Hygotgol và Canago. Với nền móng vững chắc, sự đầu tư bài bản và tâm huyết của những nhân sự chất lượng, Starfood đang ngày càng mở rộng kinh doanh tại thị trường trong nước nhằm khẳng định một thương hiệu Việt, uy tín, chất lượng cao. Năm 2021 đánh dấu tròn một năm ra mắt bộ sản phẩm của Lumia với sứ mệnh cải thiện tầm vóc, trí tuệ và thể lực cho hàng triệu người Việt, mang chế độ dinh dưỡng phù hợp với từng độ tuổi khác nhau. Tháng 3 năm 2021, ra mắt bộ sản phẩm mới Apothe Global Nutrition. Sản phẩm tạo được tiếng vang lớn trên thị trường, nhận được nhiều sự ủng hộ từ khách hàng và người tiêu dùng. Đặc biệt, chăm sóc cho người cần bổ sung dinh dưỡng, mẹ và bé, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và uy tín về chất lượng đến khách hàng dù là khó tính nhất. Với đội ngũ nhân sự có tâm và có tầm, trong năm 2021, Diary Group đã bao phủ 2.800 điểm bán trên toàn quốc, đưa đến tay khách hàng, người tiêu dùng gần 16 triệu đơn vị sản phẩm. Đạt được thành công ấy, phần quan trọng nhất chính là nhờ tầm nhìn vĩ mô từ hội đồng quản trị, sự tận tâm trong mọi hoạt động của ban lãnh đạo, đặc biệt là sự đoàn kết của cả một tập thể đồng tâm, đồng sức, và trên hết là sự thấu hiểu, chia sẻ từ đội ngũ hậu phương vững chắc của mỗi chúng ta. Và luôn hiện hữu một điều tuyệt đẹp dưới lớp khẩu trang, là sự rung rung chứa đựng những nụ cười, là ánh mắt tràn đầy hy vọng, là gương mặt rạng rỡ với niềm tin vào sự trở lại nguyên vẹn đủ đầy. Yêu nghề, tận tâm, cống hiến và đầy trách nhiệm, những thứ tưởng chừng hoa mỹ và dễ dàng nói ra như một lý thuyết suông, vẫn thể hiện đủ đầy trong suốt giai đoạn vừa qua và không ngừng tạo nên thành quả. Đó là khi bên ngoài phong tỏa, nhưng trong sản xuất vẫn ráo riết thực hiện các đơn hàng. Đó là khi những phương án liên tục được đề xuất để đảm bảo không đứt nguồn cung ứng dù muôn vàn rủi ro. Đó là khi không thể đến công ty làm việc, nhưng vẫn luôn sẵn sàng tiếp nhận những cuộc gọi và giải quyết mọi khó khăn. Dù vất vả vẫn không từ bỏ là yêu nghề. Dù mọi hoàn cảnh khó khăn vẫn cố gắng làm thật tốt là tận tâm. Dù không rõ kết quả ra sao, vẫn nhiệt lòng thực hiện không tính toán là cống hiến. Luôn đồng hành, không bỏ cuộc, đó là trách nhiệm. Mang trên người sứ mệnh cung cấp nguồn thực phẩm thiết yếu, những anh hùng không mang áo choàng, không mặc áo xanh, không được ngợi ca trên các kênh truyền thông đại chúng. Nhưng những người hùng ấy vẫn luôn đứng vững trên những chặng đường, đảm bảo cung cấp cho thị trường đầy đủ sản phẩm, nhanh chóng và kịp thời, góp phần tạo nên sự ổn định của thị trường, sự an tâm cho các gia đình và sự phát triển bền vững của Diary Group ngày hôm nay. Và chúng tôi hiểu rằng thành công Diary Group có được ngày hôm nay đều bắt đầu từ bạn. Một năm vừa qua, Diary Group đã nhận được quá nhiều sự đủ đầy. Gói chọn những hình ảnh, công sức và cống hiến hết mình từ các bạn, Diary Group luôn dõi theo, ghi nhận, cất giữ kỹ lưỡng và đặt vào nơi trang trọng nhất.
gửi đến bạn lời cảm ơn chân thành qua hành trình hôm nay. Lưu giữ yêu thương, vững tin bước tiếp.